Khi cuộc chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất nổ ra năm 1946, các tướng lĩnh Pháp nghĩ rằng họ có thể tiêu diệt du kích Việt Minh trong vòng vài tuần. Nhưng sau 8 năm ròng cùng với 2,5 tỷ đô la viện trợ của Mỹ, Pháp đã thất bại thảm hại tại trận Điện Biên Phủ năm 1954. Chiến tranh kết thúc. Người Pháp thất bại hoàn toàn. Việt Nam thiên lịch sử truyền hình. Cuộc chiến tranh lần thứ nhất. 1940. Sau thất bại của Nhật năm 1945, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập. Người Việt Nam hy vọng các nước đồng minh sẽ ủng hộ họ. Nhưng người Anh nhân cơ hội Nhật đầu hàng đã tái vũ trang cho quân Pháp và giúp Pháp đẩy lui Việt Minh ra khỏi Sài Gòn. Việt Minh đã giáng trả, nhưng họ còn quá ít vũ khí để chiến đấu chống lại quân Pháp. Quân Pháp vẫn nắm quyền kiểm soát miền Bắc, nơi mà Việt Minh đang được ủng hộ rộng rãi, nhưng quân Pháp cũng đã phải đối đầu với 150.000 quân Tưởng. Quân Tưởng đã tiến vào để giải giáp quân Nhật và ở lại cướp bóc đe dọa, không biết đến bao giờ mới ngừng. Muốn đẩy quân Tưởng ra khỏi đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đàm phán với Pháp và hai bên đã đạt được một thỏa thuận vào tháng 3 năm 1946. Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã tới Pháp để khẳng định lại bản hiệp định đã ký. Hiệp định này cho phép quân đội Pháp trở lại Việt Nam trong một thời gian nhất định. Để đổi lại, Pháp sẽ công nhận chính quyền mới của Việt Nam và quân Tưởng sẽ rút lui. Hồ Chí Minh đã cho rằng nếu quân Pháp không có mưu cướp chính quyền ở Việt Nam thì một hiệp định dài hạn sẽ được thảo luận giữa hai bên. Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được một khoảng thời gian tạm ngừng bắn để tiến hành các cuộc đàm phán giải quyết vấn đề giữa chúng tôi và người Pháp. Theo những điều khoản thỏa thuận thì chúng tôi được phép hạn chế một số lượng lính Pháp nhất định để thay thế cho 200.000 quân Tưởng dưới thạch, để số quân này rời nước tôi nhanh chóng. Và như vậy, chúng tôi có một khoảng thời gian để chuẩn bị và củng cố lực lượng. Người Pháp ở Hà Nội cảm thấy rằng quân đội Pháp tiến vào Hà Nội như là những người anh hùng thắng trận, nhưng những người Việt Nam thì đóng cửa không ra đường chào đón. Hồ Chí Minh sang Pháp để tiếp tục các cuộc đàm phán, nhưng chính phủ Pháp đã tan rã. Hồ Chí Minh phải đóng vai một khách du lịch để chờ đợi cho tới khi một chính phủ liên hiệp mới được thành lập. Trong lúc Hồ Chí Minh còn ở Pháp, thì chính quyền Pháp ở Sài Gòn tuyên bố chia Việt Nam thành hai miền Nam Bắc Việt Nam. Đây là một sự vi phạm hiệp định đã ký vào tháng 3, và Hồ Chí Minh tự hỏi liệu có ích gì trong việc tiếp tục đàm phán không? Liệu tôi có nên trở về nước không? Có người nói với Hồ Chí Minh rằng chính phủ mới sẽ giải quyết vấn đề này ngay tại Paris. Năm 1946, Hồ Chí Minh đã nổi tiếng là một nhà yêu nước trong suốt một phần tư thế kỷ. Người Việt Nam ở Paris đã chào mừng vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa độc lập. Người Pháp thì đón tiếp người Cộng sản kỳ cựu này trang trọng với tư cách là nguyên thủ quốc gia, khi những người Cộng sản Pháp
vẫn còn chiếm một phần trong chính phủ. Tuy vậy, trên thực tế, thỏa thuận về vấn đề Việt Nam vẫn chưa ngã ngũ. Hồ Chí Minh cũng không hy vọng gì về cuộc đàm phán này khi phát biểu trước một nhóm người Việt Nam đang sinh sống tại Pháp. Nhân dân Việt Nam muốn họ hàng và những người bạn của họ tặng những món quà khi đến thăm. Những người Việt Nam ở Pháp cũng viết thư nói rằng họ mong muốn người thân, bạn bè đến từ Việt Nam, đặc biệt là Bác Hồ, mang tặng họ một vài món quà nào đấy. Nhưng tôi không có món quà cụ thể nào cho các bạn. Ví dụ như bánh kẹo hay việc làm. Tất cả những gì tôi muốn tặng cho các bạn là lời nói, Tổ quốc trên hết và dân tộc trên hết. Cuộc đàm phán tại Fontainebleau lịch sử đã không có kết quả. Phía Việt Nam nói rằng miền Nam Việt Nam là một phần của đất nước họ, còn phía Pháp không đồng ý như vậy. Khi bắt đầu hội nghị, trưởng phái đoàn đàm phán của Pháp, ông Marc André nói với tôi rằng chúng tôi chỉ cần một chiến dịch. Chúng tôi chỉ cần một chiến dịch bình thường trong vòng 8 ngày là có thể đánh tan toàn bộ lực lượng của các ngài. Nếu mà như vậy thì tôi nghĩ không cần thiết phải đàm phán. Chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh không kết quả. Ông đã hy vọng đạt được vài sự thỏa hiệp. Nhưng sau đó hai bên đã không tìm ra được tiếng nói chung. Ông về nước vào tháng 9 với lời hứa rằng sẽ có các cuộc đàm phán trong tương lai. Tướng Jean-Julien Phong nhẽ ra đã có thể đưa ra các giải pháp tại bàn đàm phán, nhưng không thành. Cuộc đàm phán bị thất bại. Từ đó trở đi, quan hệ giữa hai nước bắt đầu xấu đi. Khi chúng tôi tới Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ được nhân dân chào đón, vui mừng vì thấy người Pháp trở lại. Nhưng các suy nghĩ của chúng tôi về người dân Việt Nam đã thay đổi. Họ không muốn chúng tôi. Và vì thế chúng tôi phải chỉ cho họ biết nguyên nhân của sự trở lại. Chúng tôi còn các bạn Pháp ở Việt Nam. Vì thế chúng tôi giành được cả tình cảm của họ về những cái mà chúng tôi đã làm cho họ. Điều đó là thường tình. Hiệp định tháng 3 đã không còn hiệu lực. Chiến tranh tiếp tục leo thang. Cả hai phía đều có những hoạt động khiêu khích lẫn nhau. Tháng 11 năm 1946, Pháp nã pháo vào Hải Phòng. Các tướng lĩnh Pháp nghĩ rằng họ đã đánh lui được Việt Minh. Khi chúng tôi tới thăm Hải Phòng sau trận đánh, toàn bộ khu vực Việt Minh chiếm đóng đã bị san phẳng. Rất nhiều người bị chết và khó có thể biết số nạn nhân chính xác là bao nhiêu. Phần lớn thành phố ở trong tình trạng rất tan hoang, thê thảm chưa từng thấy. Tướng Phong đang cố gắng thuyết phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi nói, tôi biết chiến tranh thảm khốc như thế nào. Nhiều người sẽ chết, nhà cửa bị thiêu hủy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cần phải ngăn chặn, không cho điều đó xảy ra. Ông ta nói với tôi, anh hãy nghe đây, quân Pháp rồi sẽ bị tiêu diệt, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng. Chiến tranh có thể kéo dài 2 năm hoặc 5 năm,
nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Cuối năm 1946, chính phủ Hồ Chí Minh bị buộc phải rút ra khỏi thành phố Hà Nội. Cuộc chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất nổ ra. Người Pháp tin tưởng rằng họ có thể đánh tan quân đội của tướng Giáp một cách nhanh chóng, bởi họ có một đội quân chính quy và có vũ khí thiết bị hiện đại. Việt Minh được nông dân ủng hộ rộng rãi. Chúng tôi được nghe về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đấu tranh để mang lại quyền lợi cho nông dân và công nhân. Và với những người nông dân nghèo khổ như chúng tôi nghĩ rằng đi theo con đường Bác Hồ đã chọn là đúng. Từ lâu tôi đã làm việc như một người liên lạc, thu thập tin tức từ một đồn Pháp. Chúng tôi có một người làm tình báo ở đồn này. Tôi thường đến đồn và giả vờ rằng ông ta nợ tôi tiền, nói rằng anh ta định quỳ tiền của tôi. Sau đó anh ta sẽ đi ra để trả tiền nợ đó cho tôi. Anh ta đưa tôi một tờ 10 đồng và trên đó đã viết các thông tin. Tôi cũng giả vờ trả lại tờ 5 xu tiền thừa cho anh ta và gấp vào trong đó các chỉ thị của cấp trên. Nếu không có cái mẹo như vậy, thì quân Pháp có thể phát hiện ra chúng tôi và chúng tôi sẽ bị giết hết. Quân Pháp coi thường Việt Minh và gọi họ với một cái tên là đội quân Trần Đất. Hồ Chí Minh nói rằng chúng ta có thể hy sinh 10 người để tiêu diệt một tên Pháp, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Họ tiến hành chiến tranh du kích và rồi dần dần xây dựng lực lượng lớn mạnh. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chúng tôi không có vũ khí gì ngoài gậy tầm vông và chung tre, nhưng miền Bắc của chúng tôi đã sản xuất vũ khí. Vì vậy, chúng tôi được cấp trên giao nhiệm vụ ra Bắc để báo cáo tình hình ở miền Nam. Bác Hồ nói với tôi rằng nếu cần gì thì Trung ương sẽ cung cấp để đánh đuổi giặc Pháp. Tôi nói với bác là đồng bào miền Nam cần súng. Bác nói rằng Trung ương sẽ cung cấp súng cho chúng tôi, nhưng không nhiều, vì Trung ương cũng không có nhiều. Nhưng vấn đề quan trọng là phải lấy súng của giặc Pháp và dùng những súng này để đánh trả lại chúng. Quân Pháp ngày càng bị sa lầy vào cuộc chiến. Hết lần này tới lần khác, Pháp tuyên bố rằng tình hình đã bớt căng thẳng, nhưng rồi thấy các vùng kiểm soát của mình dần dần rơi vào tay Việt Minh. Du kích thì lúc ẩn lúc hiện khắp mọi nơi. Nhằm hạn chế sự ủng hộ của dân chúng đối với Việt Minh, Pháp đã dựng lên một chính quyền được coi là đại diện cho đất nước. Và Pháp đã chọn Hoàng đế Bảo Đại. Tuy nhiên, Pháp đã hạn chế quyền lực của chính quyền này, và người Việt Nam cảm thấy họ không có chút độc lập nào. Không có lý do gì để tiếp tục cuộc chiến, bởi vì Việt Minh không muốn có kiểu độc lập như vậy. Họ phản đối nền độc lập dưới chính quyền Bảo Đại. Họ muốn nền độc lập phải là của Việt Minh. Họ muốn có sự độc lập theo đúng nghĩa của nó, cho dù phải đổ máu. Việt Minh hy vọng là sẽ thống nhất được hai miền đất nước. Năm 1950 là năm Việt Minh nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ mới. Quân đội của Mao Trạch Đông đã đến biên giới Việt Trung. Trung Quốc là nước đầu tiên công nhận chính quyền Hồ Chí Minh về mặt ngoại giao, và ngay sau đó là Liên bang Xô Viết cũng công nhận. Tuần sau đó, Mỹ lại công nhận chính quyền Bảo Đại. Trong chiến tranh lạnh, mối quan hệ trong các khối vẫn tiếp tục được hình thành.
continuing Cold War. On orders from the Kremlin, Russia had launched a Cold War. Từ điện Kremlin, Nga đã tiến hành chiến tranh lạnh, còn Mỹ thì rêu rao là giúp đỡ các nước châu Âu bảo vệ nền tự do và độc lập truyền thống của những nước này. Lúc đó, các nước Ba Lan, Hungary, Nam Tư, Bulgaria đã tạo thành khối các nước xã hội chủ nghĩa. Đầu những năm 50, Mỹ đã nhận thấy chủ nghĩa cộng sản quốc tế đã phát triển thành một khối vững chắc gồm Nga, Trung Quốc, những nước đang cố gắng mở rộng và duy trì vai trò của họ trên thế giới. Ở châu Âu, Nga và Trung Quốc đã hình thành khối cộng sản Đông Âu, lan sang tiếp khắc Nam Tư và cả các nước Đông Nam Á. The cause of freedom is being challenged throughout the world today by the forces of imperialistic communism. Tháng 5 năm 1950, lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Truman đã ra lệnh viện trợ trực tiếp 10 triệu đô la cho cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. Và Mỹ đã tăng khoản viện trợ này khi cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên nổ ra vào cuối tháng 6 năm 1950. Khi Bắc Triều Tiên bắt đầu tấn công, chúng tôi cho rằng cần tăng viện trợ nhiều hơn nữa cho quân đội Pháp ở Đông Nam Á, vì lúc đó chúng tôi không biết liệu Trung Quốc có âm mưu tiến hành một cuộc tổng tiến công để chiếm lấy toàn bộ châu Á hay không. Cuối năm 1950, nước Mỹ đã viện trợ 150 triệu đô la cho quân đội Pháp, bao gồm máy bay, xe tăng, nhiên liệu, đạn dược, v.v. Khi các nhà chiến lược Mỹ đặt chân đến châu Á, họ thấy một phong trào cộng sản lan rộng và cuộc nội chiến ở Triều Tiên đã trở thành cuộc chiến tranh quốc tế. Tại Việt Nam, quân Việt Minh đã liên kết với những người cộng sản Trung Quốc. Khả năng chiến đấu của Việt Minh tăng lên nhanh chóng và mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ mới của các nước, năm 1951, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay đổi chiến thuật từ chiến tranh du kích thành cuộc chiến tranh tổng lực. Trước tiên, Đại tướng Giáp đã duy trì các đường tiếp viện từ khắp nơi, từ Lạng Sơn đến Cao Bằng, từ các tỉnh miền núi phía Bắc, Việt Nam. Thất bại ở biên giới phía Bắc đối với người Pháp thật lớn. Cuộc chiến ở Đông Dương không chỉ còn là cuộc tranh chấp thuộc địa. Dù là nhỏ, nhưng cuộc chiến đã gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế, mang tính quốc tế. Người Pháp đã cử đến một vị tư lệnh mới, một anh hùng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là tướng De Tassigny. Sự điều hành và chỉ đạo của tướng này phần nào đã lấy lại nhuệ khí cho quân đội Pháp. Tướng Giáp muốn trấn an và củng cố tinh thần của binh lính và đã thay đổi chiến thuật tác chiến. Chính quyền Hồ Chí Minh ngày càng lớn mạnh hơn về mặt chính trị. Năm 1950, Liên bang Xô Viết và Trung Quốc đã công nhận chính quyền của Hồ Chí Minh. Năm 1951, Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò chính trị của mình và đã đổi tên đảng thành Đảng Lao động Việt Nam. Hầu hết người Việt Nam ở thành phố bị chiếm đóng, đặc biệt là Hà Nội, vẫn tiếp tục ủng hộ Việt Minh chống lại chính quyền Bảo Đại. Với những nỗ lực nhằm giúp vị vua bù nhìn Bảo Đại khôi phục lại uy tín và giảm bớt con số thương vong của lính Pháp, người Pháp đã thành lập quân đội quốc gia Việt Nam. Họ còn gọi đó là đội quân Khố Vàng. De La Truc đã sang Mỹ để xin viện trợ cho quân Khố Vàng. Tôi đến đây với tư cách là người lính để giải thích cho người Mỹ rằng tình hình ở Đông Dương đang rất khó khăn. De La Truc nhấn mạnh vào tình đoàn kết Pháp-Mỹ, nhưng trên thực tế mối quan hệ đó đang gặp trắc trở.
Người Pháp tiếp nhận viện trợ của Mỹ nhưng phản đối sức ép của Mỹ buộc Pháp phải trả lại độc lập hoàn toàn cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người Pháp biết rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho cuộc chiến chống Cộng sản của họ ở Đông Dương. Có rất nhiều người Pháp có ý nghĩ rằng người Mỹ đang tìm cách để thay thế họ ở Đông Dương. Thật khó có thể nghĩ như vậy. Không dễ dàng và khó thành công vì chính phủ Pháp khá yếu về mặt chính trị. Họ đã phải thu hẹp ảnh hưởng của mình. Sức ép lên chính phủ Pháp đã gia tăng. Và người ta đặt câu hỏi rằng, bao giờ họ sẽ phải ra đi hay người Pháp còn tiếp tục ở lại Việt Nam được bao lâu? Dư luận Pháp ngày càng tỏ ra căm phẫn và một vài chính trị gia bắt đầu lên tiếng phản đối. Họ muốn che giấu sự thất bại này bằng mọi giá, vì vậy họ tìm mọi cách như gửi quân đội, và tiền bạc. Cuộc chiến tranh ở đây chẳng mang lại lợi lộc gì mà ngược lại mất mát quá nhiều. Lời tuyên bố về thắng lợi của chính phủ Pháp ở Đông Dương bị các nước nghi ngờ. Đối với nhiều người, cái chết của tướng Latrou tháng 2 năm 1952 vì ung thư là biểu hiện của sự thất bại. Quân Pháp tiếp tục chiến đấu. Cuối năm 1953, nước Mỹ đã cung cấp 80% chi phí cho cuộc chiến tranh, hơn 1 tỷ đô la một năm. Đội quân Khố Vàng trong âm mưu dùng người Việt đánh người Việt và các âm mưu khác của Pháp nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của người Việt Nam đã thất bại. Quân Pháp làm chủ ở các thành phố, còn Việt Minh kiểm soát ở các vùng nông thôn. Tại các vùng chiếm đóng, quân Pháp kiểm soát ban ngày, còn ban đêm là Việt Minh. The French public called it the dirty war. Dư luận Pháp gọi đây là cuộc chiến tranh bẩn thỉu. Quân đội đã mất đi tướng lĩnh nhanh hơn là đào tạo người mới. Lính Pháp đã bị mất hết nhuệ khí. Lính Pháp cùng lính Lê Dương tham gia cuộc chiến tranh này. Tướng Henri de Navarre là tướng thứ 5 được cử đến trong vòng 5 năm qua. Khi tướng Navarre đến, ông ta ngay lập tức lục lọi hồ sơ mà trên đó tôi viết mục tiêu chiến tranh. Chúng tôi cố tìm xem mình sẽ nói được gì với lính, nhưng mãi cuối cùng thì hồ sơ này vẫn không có một chút thông tin gì. Chúng tôi không thể hiện được rõ cái mục tiêu chiến tranh ấy. Tướng Navarre đã xoay sang áp dụng một chiến thuật mới. Các đơn vị lính Pháp được triển khai ở các vùng sâu, vùng xa và được tiếp tế bằng hàng không. Các đơn vị này có nhiệm vụ lùng sục và tiêu diệt Việt Minh. Sau một số thành công ban đầu, quân Pháp lại tiếp tục xin viện trợ của Mỹ. Tổng thống Mỹ đã đồng ý. Eisenhower sau khi đắc cử Tổng thống đã cam kết sẽ chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn và Ngoại trưởng của Tổng thống Eisenhower đã nói Trung Quốc giờ đây đang ủng hộ cho quân đội của Hồ Chí Minh. Họ đã cung cấp một lượng vũ khí đạn dược lớn do Liên Xô sản xuất. Họ cũng tham gia chỉ huy và hướng dẫn cho Việt Minh ở cấp trung đội và các lực lượng nòng cốt. Ngoại trưởng Mỹ Diu cho rằng Đông Dương sẽ là nơi châm ngòi đầu tiên. Kế hoạch của chúng tôi là phải kiểm soát và chiếm được Đông Dương vì đây là nơi quan trọng.
có thể làm bàn đạp để thôn tính các nước khác ở Đông Nam Á. Và như thế, mối nguy hiểm sẽ rất lớn. Khu vực này không chỉ có Việt Nam, Lào hay Campuchia, mà cả các nước bên cạnh như Thái Lan, Malaysia, Miến Điện, Indonesia, Philippines, Australia và New Zealand. Tổng thống Eisenhower đã phái Phó Tổng thống Richard Nixon tới châu Á với tư cách là người đại diện của ông. Năm 1953, Nixon thăm chiến trường Việt Nam và lên tiếng ủng hộ Pháp. Ông ta hứa sẽ cung cấp thêm vũ khí Mỹ và sẽ chấp nhận các thỏa thuận của quân Cộng sản. Người Pháp áp dụng chiến thuật mới là tập trung quân ở một thung lũng ở vùng rừng núi Tây Bắc cách Hà Nội 170 dặm. Đó là Điện Biên Phủ. Pháp muốn chặn đường tiến quân của Việt Minh từ phía biên giới Lào-Việt. Quân Pháp thì nghĩ là sẽ có cuộc tấn công khác và cho rằng Điện Biên Phủ là nơi họ cần đóng quân. Tháng 11 năm 1953, 12.000 lính Pháp nhảy dù xuống thung lũng dưới sự chỉ huy của đại tá Christian de Castries. Các tướng của Pháp ở Sài Gòn tin chắc rằng quân của tướng Giáp không thể đưa tăng và pháo và vận chuyển vũ khí vào khu vực này. Các tướng ở Điện Biên Phủ cũng tin tưởng như vậy. Các sĩ quan pháo binh Pháp cho rằng pháo binh của Việt Minh là rất mỏng và Việt Minh sẽ không đủ vũ khí đạn dược để mở ba đợt tấn công. Tôi thấy rất nhiều dân quân và quân đội Việt Minh đi qua Điện Biên Phủ. Tôi nhớ thì chưa có một chính phủ nào là không nhận ra Điện Biên Phủ là khu căn cứ tuyệt vời, khá vững chắc, không ai có thể chiếm được. The Viet Minh saw Dien Bien Phu as a great opportunity, but a great gamble too. Lực lượng của quân đội Hồ Chí Minh đã từng thất bại khi tấn công các khu căn cứ kiên cố như thế này. Tuy nhiên, lần này họ vẫn muốn thử một phen. Chúng tôi đi bộ từ Thái Nguyên mất 45 ngày. Chúng tôi hành quân vào ban đêm và nghỉ vào ban ngày. Chúng tôi ngủ ở bên lề đường hay những nơi xung quanh, ví dụ như ngủ trong bàn. Quân Pháp có một quân đội mạnh và thực lực, nhiều vũ khí, nhưng chúng tôi có vũ khí khác để chống lại Pháp. Đó là nhuệ khí, là tinh thần. Tôi cảm nghĩ thấy là có to lớn, nhưng mà chúng tôi đều quyết tâm muốn đánh đuổi giặc Pháp, bởi vì người Pháp đã sang đây xâm lược đất nước chúng tôi, đàn áp chúng tôi. Chúng tôi nghĩ như vậy. Các tướng Pháp đã mở một trận đánh vì họ cho rằng quân đội Việt Nam không thể đưa quân và vũ khí tới Điện Biên Phủ, nhưng quân đội Việt Nam đã làm được điều này. Việt Minh đã lên tới 51.000 người, đông hơn gấp 4 lần lính Pháp. Họ vượt qua đèo núi, vận chuyển các đồ tiếp tế và vũ khí bằng các xe đạp thô sơ. Các xe tải của Liên Xô và Trung Quốc vận chuyển thiết bị vũ khí trên những con đường do hàng ngàn nông dân ngày đêm xây dựng. Và có cả các cố vấn quân sự của Trung Quốc được gửi tới mặt trận để nghiên cứu kế hoạch cùng tướng Giáp. Ngay trong ngày đầu tiên, chúng tôi đã đưa ra một phương án là một cuộc tổng tiến công mau lẹ chỉ diễn ra trong 2 ngày 3 đêm. General attack, which was to annihilate the camp in 3 nights and 2 days.
But during a staff Nhưng qua sự nghiên cứu, phân tích các báo cáo và thông tin mới nhất, analysis of the latest information, chúng tôi nhận thấy một cuộc tổng tiến công như vậy có thể không mang lại thắng lợi hoàn toàn. Một trong những nguyên tắc cơ bản, nếu không nói là nguyên tắc cơ bản nhất của khoa học quân sự Việt Nam, là phải giành được thắng lợi trong cuộc chiến. Cả hai bên đều có lý do riêng để chiến thắng tại Điện Biên Phủ. Cùng thời điểm đó, tháng Giêng năm 1954, các cường quốc gặp gỡ hội đàm tại Berlin. Họ đã đưa ra ngày và nơi gặp gỡ để thảo luận về vấn đề châu Á và khủng hoảng Đông Dương. Đó là ngày 26 tháng 4 tại Geneva. Ngày 13 tháng 3, tướng Giáp đã ra lệnh tấn công Điện Biên Phủ. Cuộc chiến đấu bắt đầu với hàng loạt quân lính của hai bên bị chết. Người anh hùng của lực lượng nòng cốt tinh nhuệ này đã trở thành truyền thuyết của Điện Biên Phủ. Đó là chuyện về anh hùng Phan Đình Giót, người đã lấy thân mình lấp lỗ châu Mai. Đồng chí dùng lựu đạn và thủ pháo để giáng trả phá hủy súng máy của Pháp. Cuối cùng, đồng chí Phan Đình Giót đã dùng cả thân mình lấp lỗ châu Mai. Lúc đó có rất nhiều pháo sáng, trời đêm sáng như ban ngày. Chúng tôi đều nhìn thấy anh Phan Đình Giót lao mình vào lấp lỗ châu Mai như thế nào. Lúc đó, đồng chí chỉ huy hô lớn xung phong. Súng đạn của Việt Minh được nã vào nơi đóng quân của Pháp từ vị trí được đào sâu trong lòng đất và ngụy trang. Đạn pháo của Pháp không làm gì được họ. Đợt đầu tiên bị chiếm sau 8 giờ. Và ngày hôm sau, 14 tháng 3, Việt Minh tiếp tục nã đạn và phá hủy đường tiếp đất của máy bay Pháp. Các sĩ quan chỉ huy Pháp bị sốc mạnh. Đại tá De Castries đã phải rút lui. Đêm thứ hai, một tư lệnh pháo binh đã tự tử. Sau 4 ngày chiến đấu, Việt Minh đã kiểm soát hoàn toàn chiến sự. Bên phía Việt Minh, hàng ngàn người bị chết và bị thương. Tướng Giáp buộc phải thay đổi chiến thuật. Quyết định ở mặt trận Điện Biên Phủ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chiến đấu của tôi. Các đường tiếp đất của máy bay bị cắt, Pháp đã phải dựa vào đồ tiếp viện thả bằng máy bay. Nhưng những chiếc máy bay đã phải bay ở tầm cao để tránh bị radar Việt Minh phát hiện. Do vậy, nguồn tiếp viện được thả xuống lại rơi vào tay quân Việt Minh. Sự thay đổi chiến thuật của tướng Giáp đã có hiệu quả, vừa đánh lấn vừa bao vây, và bao vây lâu dài cứ điểm Điện Biên Phủ. Đối với người Pháp, trận Điện Biên Phủ là một cơn ác mộng. Mùa mưa đến sớm với những cơn mưa khá lớn và trận địa trở nên lầy lội. Hầm và nơi trú ẩn của Pháp cũng bắt đầu sụp, nước ngập mọi nơi và không thể đánh nhau được nữa. Thuốc cứu thương cũng hết. Không máy bay nào có thể hạ cánh để sơ tán những người lính bị thương. Những người lính bị thương ngập bùn mà chết trong các hầm hào. 4.000 lính tăng viện đào ngũ trong trận đánh. Hầu hết họ là lính tự nguyện. Điện Biên Phủ rơi vào tình trạng lâm nguy và lần đầu tiên Pháp nhanh chóng kêu gọi Mỹ can thiệp. Quân Pháp đã kêu gọi giúp đỡ để chống lại Việt Minh. Tôi nhận được tin khi đang ăn sáng tại Nhà Trắng. Ngoại trưởng Dulles đã họp bàn với tôi và vài người khác. Trong cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận về đề nghị của Pháp. Tôi còn nhớ rất rõ là Dulles
nói rằng ông ta có hai tàu sân bay cách hải phận quốc tế vài trăm dặm và từ đó các máy bay có thể tấn công yểm trợ cho quân Pháp đang tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Họ nghiên cứu mọi khả năng và cũng đề cập tới việc sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp cần thiết. Nhưng Tổng thống Eisenhower cho rằng Mỹ không nên đơn phương hành động. Ngoại trưởng Dulles muốn thăm dò ý kiến của các đồng minh. Ông ta đã đến London để thảo luận với Ngoại trưởng Anh. Ông ta hoàn toàn tin tưởng vào chuyến đi này và cả chuyến đi đến Pháp, nên ông triệu tập một cuộc gặp khẩn cấp ở Washington để bàn về các vấn đề cơ bản. Và thật là một cú sốc khi chỉ trước cuộc gặp này một ngày, Ngoại trưởng Anh cho biết là ông ta được chỉ thị là không tham dự. Anh sợ rằng hội nghị Washington sẽ làm hỏng hội nghị Geneva, rằng Eisenhower sẽ chẳng làm gì được, nên họ đã phản đối lời khuyến cáo của Ngoại trưởng Dulles về vấn đề này. Lúc đó, Mỹ quyết định là sẽ không can thiệp vào Việt Nam. Kể từ khi hiệp định được ký ở Berlin lập lại hòa bình ở Đông Dương, Cộng sản đã đẩy nhanh và mạnh tốc độ, quy mô ảnh hưởng của mình. Họ đã tỏ rõ quyết tâm đạt được thỏa thuận tại bàn đàm phán ở Geneva. Khi chúng tôi ngồi vào bàn đàm phán, đã có những lo ngại là chúng tôi không có liên quan gì đến những người Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, nếu có thể thì các bên tham gia nên coi trọng Việt Minh và phong trào yêu nước của những người Cộng sản đã được sự giúp đỡ của Đông Dương và Liên Xô. Chúng tôi sẽ phải tôn trọng đàm phán với họ và coi đây là một chính quyền đang tồn tại. Thứ ba là nhiều người lo ngại về triển vọng liệu cách mạng Việt Minh có trao lại lãnh thổ này cho chính quyền hay không, vì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam chính quyền lại rơi vào tay Cộng sản. Trước đó, Cộng sản Trung Quốc đã giành được chính quyền, và liệu điều này có tiếp tục lan rộng ở châu Á hay không? Ngày 26 tháng 4, hội nghị đã được tổ chức ở Geneva dưới sự chủ tọa của Anh và Nga. Ngoại trưởng Dulles, một người chống đối mạnh mẽ những người Cộng sản Trung Quốc, đã từ chối bắt tay với Chuân Lai và rời bỏ hội nghị Geneva sau một tuần. 4 ngày sau đó, vào cái ngày mà hội nghị sẽ chuyển sang thảo luận các vấn đề Đông Dương, thì Điện Biên Phủ thất bại. Tôi đi cả vào ban đêm, một ngày mùng 2 tháng 5. Điện Biên Phủ thất bại vào ngày mùng 7 tháng 5. Tôi còn nhớ lúc đó có một khoảng khắc mà dù là ngày hay đêm tôi không tài nào có thể nhắm mắt ngủ được. Tôi quên ăn. Từ mờ sáng, chúng tôi gồm 35 người còn lại trong đồn. Mỗi người chỉ cầm theo một khẩu súng máy và một quả lựu đạn. Tôi liên lạc qua radio và nói rằng chúng tôi không thể tiếp tục chiến đấu nếu không có thêm quân tiếp viện. Ông ta nói là liệu tôi muốn ông ta lấy thêm quân tiếp viện ở đâu? Chúng ta không còn quân nữa. Và ông ta chỉ nói đơn giản rằng không còn cách nào khác. Lính dù và các anh sẽ phải cố thủ ở đó. Chúng tôi tạo nên những chiến lũy bằng những xác chết vì chúng tôi không có bao cát. Chúng tôi chờ đợi và rồi nhìn thấy từng bóng người một. Đó là quân Việt Minh. Tôi quyết định ném lựu đạn và ngay lập tức chúng tôi bị bắn trả lại. Một ấn tượng mà tôi nhớ là bức tường bằng những xác chết như sắp đổ xuống dưới lửa đạn. Và sau đó một quả lựu đạn nổ bắn vào mũi tôi. Vì lớp lưới bảo vệ bị cháy, đầu tôi cũng bị thương. Mũi sắt của Mỹ nổi tiếng là cứng. Tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại, trước mặt tôi rất nhiều người lạ. Một người nói, ông là tù nhân chiến tranh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
ông không được cử động vì ông bị thương rất nặng. Chúng tôi sẽ chữa trị cho ông. Từ đó tôi không còn đau và tôi được cáng dần ra ngoài cửa hầm. Khi tổ của chúng tôi phát triển đến đây, có một đồng chí đánh ở cửa hầm bên kia, còn một đồng chí khác đánh cửa bên đây. Hai quả thủ pháo được ném vào hai cửa hầm, trong khi đó tôi lên nắp hầm tướng Đờ Cát và cắm cờ. Hầm tướng Đờ Cát được xếp bao nọ trồng lên bao kia thành hình kim tự tháp như thế này. Và tôi đã cắm cờ lên những bao cát đó. Mặc dù là trong trận chiến đấu, các phóng viên Việt Minh cũng có mặt tại Điện Biên Phủ, nhưng hình ảnh của cuộc chiến kéo dài 55 ngày này đã được một đạo diễn người Liên Xô dựng lại thành phim. Nó được hoàn thành sau thất bại của Pháp. Một vài thước phim đã được ghi tại chỗ, một vài thước phim khác được dựng lại làm tư liệu. 1.500 lính Pháp đã bỏ xác tại trận Điện Biên Phủ, 4.000 bị thương và 10.000 bị bắt làm tù binh. Nhiều tù binh đã chết trong trại của Việt Minh, nhưng quân Việt Minh với chiến thắng Điện Biên Phủ cũng phải hy sinh mất mát nhiều hơn. 8.000 người chết, 15.000 người bị thương. Các bạn đều biết người Pháp và đồng minh Việt Nam của họ phải chịu thất bại nặng nề, đặc biệt là việc mất Điện Biên Phủ. Tình hình hiện nay thật xấu, nhưng không phải là không còn hy vọng. Tại hội nghị đang diễn ra tại Geneva, chúng tôi cùng các quốc gia không tham chiến đang cố tìm ra một giải pháp nhằm chấm dứt chiến tranh và để người dân ở Đông Dương được hoàn toàn độc lập. Tối nay, thái độ chung của phe Cộng sản là không sẵn sàng. Hội nghị Geneva nhanh chóng bị thất bại. Phái đoàn của Mỹ đến chỉ để quan sát chứ không tham gia phát biểu. Tôi được chỉ thị đến hội nghị nhưng không tham gia vào hội thảo. Cũng không đồng ý với bất kỳ điều gì, nhưng đến đó và ngồi vào bàn. Tôi thấy để làm được điều đó thật khó. Bởi vì chỉ để ngồi nghe mà không phát biểu. Và hơn nữa là im lặng dường như đồng nghĩa với sự đồng ý. Tôi cảm thấy không thích điều đó chút nào. Và lúc đó, vua Bảo Đại, người đứng đầu Việt Nam, cũng cử đến một đoàn đại biểu. Người ta nói rằng tôi không nên chấp nhận những người Cộng sản và những người đại diện cho họ. Tôi nói không chỉ có một nước Việt Nam, và tôi là một đại diện. Cộng sản là lực lượng đối nghịch của chúng tôi. Với vị trí và sự cứng đầu không thỏa hiệp của tôi, hội nghị bàn về chính trị bỗng chốc biến thành hội nghị về chiến tranh. Sau 6 tuần, hội nghị Geneva không có tiến triển. Chính phủ Pháp sụt đổ và thủ tướng mới Pierre Montfort lên nắm quyền. Ông là người phản đối chiến tranh. Montfort hứa trước Quốc hội Pháp là nếu ông không giải quyết được vấn đề Đông Dương tại bàn đàm phán Geneva trong vòng 30 ngày, ông sẽ từ chức. Người Mỹ sợ rằng vị Thủ tướng France này sẽ có thể trao Đông Dương cho Cộng sản. Washington vẫn không hiểu là Montfort sẽ ký hiệp định như thế nào. Nếu chúng tôi không đồng ý, thì dù muốn hay không, chúng tôi sẽ phải làm một cái gì đó để phản đối và mạnh hơn nữa là tẩy chay hội nghị. Sau nhiều nỗ lực bí mật, một tuần trước thời hạn cuối cùng, Montfort đã giành được sự đồng tình của nhiều đại biểu tại hội nghị.
Vào ngày 20 tháng 7, một ngày trước hạn chót, hai vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Còn về nội dung của hội nghị, còn hai vấn đề được thảo luận. Một là ý kiến về ranh giới tạm thời phân chia giữa hai vùng. Thứ hai là ngày tổng tuyển cử cho vấn đề thống nhất Việt Nam. Hai vấn đề này liên quan chặt chẽ với nhau. Điều đó là rất rõ. Việt Minh sau chiến thắng Điện Biên Phủ tỏ ra rất cứng rắn đối với hai vấn đề trên. Nhưng vào ngày cuối cùng của hội nghị, hai bên cũng đã ký được Hiệp định Paris. Việt Minh sẽ kiểm soát từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc. Ngày tổng tuyển cử để thống nhất đất nước sẽ sớm được tổ chức, nhưng phải đợi 2 năm nữa. Liên Xô và Trung Quốc có những động cơ riêng. Họ cũng lo ngại rằng nếu Mont France thất bại, thì quân Pháp có thể sẽ phải tiếp tục cuộc chiến và nước Mỹ có thể sẽ phải can thiệp. Theo tôi, giải pháp hòa bình mới chỉ là một nửa vấn đề, hay chỉ là một yếu tố nhỏ. Liên Xô và Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam. Họ công nhận Việt Minh là chính phủ trên thực tiễn. Đồng thời, Nga và Trung Quốc cũng cho rằng chính phủ Việt Minh là chính quyền đại diện cho toàn bộ nhân dân Việt Nam. Họ cố tránh khả năng chúng tôi có thể can thiệp, gây ra những hiệu quả xấu. Tôi nghĩ Việt Minh chấp nhận ý tưởng tạm chia cắt đất nước thành hai miền bởi họ tin chắc rằng họ có thể giành lại được miền Nam, và chỉ riêng miền Nam thì không làm gì được. Và như vậy, đây là một sự đánh cược khá mạo hiểm. Tôi tiếp ngài đại sứ Mỹ. Ông ta nói tại hội nghị Geneva là các đại biểu đang chia cắt nước ngài, và do vậy lực lượng mà ngài đang nắm trong tay sẽ bị giải tán và có thể sẽ trở thành lực lượng gìn giữ hòa bình. Tôi trả lời, nếu có sự việc như vậy thì đừng trông mong vào tôi nữa. Đoàn Nam Việt Nam không đồng ý với đề xuất tổ chức cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước sau 2 năm. Chúng tôi cũng cho họ thấy rõ là chúng tôi cũng không đồng ý với ý kiến rằng Ủy ban bầu cử sẽ là cơ quan đưa ra kết luận cuối cùng. Mọi người đều biết là Mỹ cố gắng phản đối hội nghị này. Họ muốn tìm mọi cách để phá hoại. Đã đạt được kết quả thì Mỹ từ chối không ký vào thỏa thuận. Điều này giải thích thái độ của Mỹ sau này. Chúng tôi hay Việt Minh chẳng vi phạm điều khoản nào sau khi ký hiệp định, bởi vì chúng tôi không ký và không đồng tình. Tranh luận và hòa bình rồi cũng đến thành công. Sau nhiều ngày đàm phán thương lượng khó khăn, hồi hộp và hy vọng, một hiệp định ngừng chiến đã được ký kết. Trong thâm tâm, tôi tin rằng đây là điều kiện tốt nhất chúng tôi đã từng hy vọng và bây giờ đã có được. Cảm giác của riêng tôi sau khi kết thúc hội nghị là chúng tôi có lẽ đã đạt được hết những gì chúng tôi có thể làm trong bối cảnh như vậy. Chúng tôi đã không nghĩ là mình có thể đạt được gì hơn thế. Nhưng thẳng thắn mà nói thì tôi đã không mấy lạc quan rằng Nam Việt Nam có thể tiếp tục hồi sinh và phát triển. Vào mùa thu năm 1954, Việt Minh tiến vào Hà Nội, tiếp quản từ tay người Pháp những gì mà họ đã bị lấy mất từ 8 năm trước đây. Đối với người Mỹ và nhân dân toàn thế giới, thì có lẽ Việt Minh sẽ sớm tiến vào Sài Gòn khi người Pháp rút lui.